Anh em này mặt thì rất đẹp luôn. Đây. Mọi người nhìn mặt của cho con. Phép được quay hai tiểu thư, lõm và tiểu thư mờ. Hai con cái mà mình thấy cái mặt của nó là mình ưng ý nhất ở trong cả trại của mình là hai con này. Hai con mà mình thấy là mặt của nó là ưng ý nhất. Đây là lõm. Lõm quá xinh luôn. Tuyệt vời nhá. Còn đây là mờ. Mờ cũng quá xinh luôn, nhưng mà cái mặt của mờ thì vẫn đang đen bởi vì ngày hôm qua là mờ chui vào bếp mờ rúc mờ cọ đầu vào cái xoong đen xì. Vậy là mặt nhọ nhem. Đó. Mờ thì có cái tai là phải nói là gọi là cái góc tai tuyệt vời luôn. Quá đẹp luôn. Sao lại một cái tai của mờ sao hôm nay một cái tai của mờ nó lại hơi gấp gấp thế kia? Bị làm sao? Nô nhau cái gì à? Hay là dính bẩn cái gì mà tai nó lại gấp, bình thường tai nó thẳng cơ mà. Đó. Đang chờ ăn. Đang chờ ăn để cho nó đỡ rối thì xích tạm cho nó vào. Ai đấy mà đóng cửa vào? Lõm. Ok. Ok, mượn con của lõm quay một tí nhá. Để anh mượn con của lõm anh quay một tí. Anh phải mượn mượn con chó con anh quay một tí. Còn cho con của lõm cái đàn này. Cái đàn này cho con của lõm mà nó lại không có được như ý. Có như không. Đàn này cho con của lõm có như không. Được. Ok. Rồi, quay mặt đây tí nó con mờ chờ một tí. Úi xổ ôi, nó bú đúng 2 tí của em à. Đúng 2 tí. Nó mới lòi, thôi lòi đi ra ngoài. Để đang quay con lõm với lại con của nó một tí, lòi ra ngoài. Úi xổ, sao lòi nặng này. Nào, ok, ở ngoài đấy thôi. Ở ngoài thôi, không lượn vào trong này. Này có gì bay nó nhảy vô phát ra. Không, không nhảy chậm. Không, sao lòi ấy. Không cho nó vào. Lõm với mờ đứng ở giữa này là để là quay được cả hai con. Đây, xích đây. Hai con xích đây, một con một bên. Nào lùi lại, lõm lùi lại. Lùi lại đấy. Khi máy quay để kia mà mờ xích đây. Dây thoải mái. Xích đây. Rồi, hai đứa hòa thuận với nhau nhá, để anh mượn con của nó quay một tí. Để nó còn là gửi quá. Thế cái đây xem nào. Cái đây. Ui giời ơi, cái đây. Tên số hình đề. Không, không, từ từ. Anh bế con một tí. Bế. Lõm ngồi sang bên cạnh. Lõm ngồi sang bên cạnh anh. Đây là con cho con của lõm ở cái đàn này. Có như không. Em Đực này. Em này thì mặt rất là đẹp. Đàn này là lõm đẻ được 3 con. Thì 2 con lót ổ. 2 con đuôi cọc thì nó một con đuôi dài thì nó lại không sao. Đó. Cái em này mặt thì rất đẹp luôn. Đây. Mọi người nhìn mặt của cho con. Đó. Đây. Dài nhá. Nhưng mà nó lại đuôi dài và nó là con đực. Thì em này về sau là ai mà thích một cái con chó mà bố mẹ cộc bản mặt đẹp màu vàng thì có thể bắt em này, sẽ là một cái em để theo cái giá cho mọi người nuôi giá rẻ thôi, gọi là tìm chủ nuôi đấy. Đó, nuôi này, con này thì khung nó sẽ rất là to đấy, cái khấu đuôi của nó to lắm, nhưng mà khung to là điều dễ hiểu thôi, bởi vì con bố và con mẹ của nó rất là to, nhìn mặt của nó
Em này mà ra mà em này mà là em cọc thì ai muốn mua cũng sẽ không bán. Nếu chỉ có một con thì sẽ giữ lại ngay để không bán lắm. Một mình một mẹ một con. Ok đó. Như em này thì có một mình một mẹ một con, thế cho nên là cho nó tập ăn muộn. Đó. Tay to, hai tay bế này. Đó. Đẻ được ba con lần này, đẻ lần trước ấy là sẹo cái lõm mà đẻ bốn con thì đều là cọc hết, thì bị lót ổ mất một con và nó to quá. Còn cái lần này thì nó đẻ ba con thì hai con kia nó cũng to, nó to hơn con này, cũng lót ổ luôn. Có tiếc. Còn thằng này thì lại có đuôi. Hai lần liền phối với nhau. Hai lần liền phối với nhau như vậy là tổng cộng là 7 con, là tính tỷ lệ 7 con thì là 6 con cụt, một con có đuôi. Thì đây như cái đàn này là ba con thì còn một con có đuôi thì này. Còn hai con cụt đuôi thì này bắt đầu. Nó nhưng mà nhìn cái mặt của nó này. Đó. Nhìn mặt của nó. Ê. Phê luôn. Quá đẹp luôn, quá đáng tiếc. Ai mà có nuôi cọc cái thì cũng có thể bắt cái con này về để cho ghép thử lọc ra, bởi vì nó là con bố mẹ bố cọc tịt, mẹ coi như cọc quýt mà ra con có nuôi này. Nhưng mà cái đời con của nó thì nó sẽ tỷ lệ ra cọc vẫn rất là cao, chứ nó không phải là con nuôi nó đẻ ra con nuôi đâu. Cọc ấy thì có thể đẻ ra con nuôi, nhưng con có nuôi có khi nó lại đẻ ra toàn cọc không. Nhưng mà em này thì chủ yếu là để cho ai mà thích cái giống này mà muốn bắt cái con giá rẻ thì có thể bắt em này về nuôi trong nhà cho vui. Con này sẽ là một con rất đẹp, đảm bảo một điều như thế luôn. Nhìn cái khuôn mặt của nó và cái khung người này của nó là chắc chắn là một con đẹp luôn. Nhưng mà nó có đuôi. Đó. Có đuôi và chân, hai chân sau là cô huyền đề nhé. Này là hai chân sau là cô huyền đề. Nhưng mà sẽ là vàng, con này sẽ là lớn lên sẽ là vàng rực luôn. Tôi cho nó vào trong cho nó ngủ. Tôi sẽ lõm vào trong đi. Tháo dây cho lõm vào trong đấy con. Vào trong đi. Để vào cho con đi. Đó. Đây thì là mò. Mò xinh lung linh luôn. Đó, đẹp không? Mặt đẹp khoái nghĩ luôn. Ghê gớm quá. Rồi, quay mấy con cọc con tí.